Hôm nay đó mình lên cái nồi National SRTA 10T, số 10 là 1 lít đấy nha. Thì sẵn này mình hướng dẫn cho bạn nào mà chưa biết ha, chưa biết sử dụng. Còn bạn nào biết rồi thì khỏi ha. Ví dụ nồi thì cái dây này này, bạn lúc bạn kéo ra đó, sao? Đó thì nó cái dây đỏ này là hết ha. Rồi bạn ấy vô ha, lau cho sạch ha. Rồi bạn đẩy vô đó, nó rút vô thôi, nhiều lâu ngày nó sẽ bị hơi yếu ha. Đó. Cái mình nấu thì lâu lâu mình mở này ra mình rửa ha. Mình mở lại lên này ha. Đấy chỗ này nè ha. Ngay cái mấu này ha. Vặn cái ha. Lấy ra. Cái mình làm vệ sinh trong đây ha. Làm vệ sinh trong đây, vệ sinh trong đây. Giáp vô thì mình đẩy cái mấu vô nè ha. Đẩy mấu vô nè. Xoay cái ha, khớp lại ha, nắm được đây. Rồi bạn rửa chỗ này cho sạch ha, cái này này. Rồi bạn đây ha, đây cái nắp này này, bạn mở ra ha, móc hai cái này, này. Đó, lấy chưa? Rửa đây ha, sạch sẽ ha, rửa trong đây ha, rồi gắn vô thôi, ha, để vô. Đó. Lấy nồi ra ha, nồi ra thì mình cũng rửa sạch sẽ ha, đó. Phải lau ông đây cho sạch ha. Rồi. Lâu lâu á mình phải hút bụi chỗ này ha. Tại vì quạt mới hút chỗ này ha. Cái nồi từ á là nó luôn luôn có quạt để thông gió ha. Cái nó mà bít quá nó sẽ báo lỗi ha, nóng nó sẽ không chạy. Rồi. Bây giờ mình nói về mấy cái nút này ha. Rồi cái nồi này là nồi nội địa ha, nó hết pin đó thì nó màn hình như vậy ha, trong mà có pin đó thì nó sẽ hiện số lên ha. Rồi mình gắn là mình gắn điện 100V ha, nhưng mình điện của nó 220 là nó nổ liền này điện này. Rồi khi mình gắn lên nó sẽ lên đèn dày ha. Đây là nút hủy bỏ ha, hủy đó. Hủy bỏ, mình nói về mấy cái nút này trước ha. Nó nút này nút hủy bỏ, nút này nút hâm nóng, nút này nút menu thực đơn ha. Nút này là nút giờ phút hẹn giờ lúc chạy sita ha. Đó thì bây giờ đó mình muốn nấu nhanh á thì mình bỏ gạo vô, bỏ nước vô thì mình người ta là zin của người ta là có cái đây này, cái số đo. Việt Nam mình á là không bao giờ dùng cái số này ha, chơi thần thánh lấy ngón tay á chọc vô cái là biết rồi ha. Nó không. Nước ngoài là nó số, Việt Nam mình không cần. Bạn muốn nấu nhanh á thì bạn nhấn cái phút này vài cái cho nó trả về hết ra rồi bạn bấm nút start. Rồi, phát một. Nó báo 48 phút á thì nó sẽ nấu xong ha. Rồi bây giờ mình không thích mình off đi ha. Thì giờ nói về trong cái hàng nút này á, là cái chữ đầu tiên á, là gạo trắng. À, gạo trắng. Chữ thứ hai là nấu nhanh. Chữ ba trong khung đen này đó là gạo không rửa. Tức là gạo không vo đó. Ở Nhật á, nó có loại gạo sạch lắm mà không cần vo đâu. Chỉ cần mình mua về mình đổ rồi mình nấu luôn. Ha. Rồi chữ này là sushi. Ha. Chữ này là nấu cháo ha. Ở dưới chữ này á, là gạo nứt. Ở chỗ đây là nấu nấu ăn. Nó là chữ nấu ăn á. Nấu ăn là chắc nấu lùm lùm la đó. Chắc có thể là dạng nấu nấu kiểu men nhồi đó phải không? Tự chọn đó phải không? Rồi rồi cái này là nấu 1/2. Nấu 1/2 là tự là giảm tốc độ một nửa. Tức là giảm xuống 1/2. Hình như là giống như là gạo ít á, ví dụ như bạn nấu một lon á hoặc nửa lon á thì bạn chọn này ha. Con này rửa ha, vệ sinh. Đi vệ sinh bạn đổ nước vô, đầy đổ nước nhiều lưng lưng á xong bạn bấm nút vệ sinh nha, tự động nó sẽ vệ sinh. Hoặc là mình dùng cái chữ nút vệ sinh này á là mình nấu nước. Ví dụ bạn nấu nước thì bạn chọn vô đây ha, là tự nó chút xíu sôi à. Rồi. Bây giờ đó mình bỏ gạo vô, mình chọn đây nấu ha. Đây, nó chạy đây. Thì khi cái này nó chớp lên, nó chớp cái chữ đây nè. Thì nó chớp cái nút này á, giống cái nút này nè. Là bạn nhấn cái đó, ha. Đó, vậy thôi à. Rồi, bấm cái. Đây,
gạo không rửa ha, 48 phút ha. Rồi bạn chọn đây là nấu sushi, chỗ này sushi ha, đó 46 phút nấu cháo, nấu cháo thì lâu hơn, nấu cháo thì nó không báo giờ ha, không báo phút phủi á, đó. Rồi cứ tới đó thì bạn nhấn cái thôi vào. Rồi bây giờ bạn hâm á, bấm cái đó, bấm hâm nó hiện cái đèn hâm là tự hâm mà ha, đó. Rồi cancel ha, không thích cái gì đó mình cancel đi nó hết ha. Rồi bạn chỉnh phút này, đè này cái này đó, 9 giờ này ha, 10 giờ 11 12 ha, nó giờ 24 ha ha. Ví dụ như bây giờ đang là 18 giờ 35 ha, 18 giờ 35, lỡ rồi, đè xuống cái 18 giờ 35 ha, đè luôn 18 giờ 35, con sau lên trước này hàng ngộ thôi, 18 giờ 34 ha. Rồi nồi nó cũng chỉ có nhiêu đó thôi ha, nồi cơm này nấu rất ngon nha.